em xinh tươi làm bao gã si tình. Nhịp theo dáng em trong điệu nhạc, nụ cười em xinh tươi hồn nhiên đã cho anh. Cảm giác của bạn ngày hôm nay chơi trận đấu ở tại Elim như thế nào? Chơi một trận đấu đội bạn đã quá nhát. Căng luôn. Trận đấu này thì không căng, đã rất là nhàn, bình thường không sao cả. Thế hai mình chấp với người. Thế còn anh Lương thì sao? Đội bạn đá cũng bình thường nhưng mà tại đội trưởng Duy Khoa làm gánh nặng cả đội. Rất là mệt mỏi. Thế còn thủ môn Hùng Vũ? Đột quá nhiều. Đột. Bán nhiều quá nhưng mà mỗi đội mình bán mỗi quả. Việt Anh. Hâm nói nên lời. Đại. Em cũng phải cùng đằng trên. Anh còn các cổ động viên sao? Cổ động viên. Phải nói hết rồi, giờ nói gì bây giờ? Phỏng vấn Tú. Nói gì đi, cảm giác nào? Không có gì. Rất là rô mốt. Anh trận đấu này thì kết thúc với tỷ số bao nhiêu tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ đúng rồi, thắng một quả thôi. 6-5. Mình có ghi một bàn thắng gây tranh cãi. Không biết là bàn thắng đấy thì bóng đã đi qua ngoài vạch chưa, chắc là lát nữa phải xem. Khẳng định là bóng đã qua vạch 1 mét rồi. Bóng đá thì một phần của bóng đá là vậy, miễn là trọng tài không nhìn thấy đúng không ạ? Trọng tài chưa có còi, mình chưa dừng, chưa đá tiếp. Tiếp theo dáng em trong điều nhạc, nụ cười em xinh tươi hồn nhiên đã cho anh niềm vui quên đi âu lo muộn phiền. Ôi kìa cô bé yêu của anh, ta cùng khiêu vũ đi nhé, hãy cùng nhau ca hát.